Trị giá khoảng bao nhiêu anh Thanh Lê? Nói chung căn nào cũng trên 1 triệu hết. Là hơn 20 tỷ. Nhưng mà nếu 20 tỷ ta vô thì quận 7 Phú Mỹ Hưng ta mua căn hơn 20 tỷ là quận 2 Thảo Điền là đẹp lắm rồi đó, là như biệt thự luôn á. Hơn 20 tỷ là có được một căn Thảo Điền. Có không? Phải xem thử mới biết được. Tôi lấy ví dụ đây là một căn trong khu vực Thảo Điền, quận 2 của ngày trước. Trong mỗi căn nhà đều có một cái hồ bơi, hầu hết nhà nào cũng có hồ bơi. Đặc điểm nhận dạng là khu nhà này nằm ven con sông Sài Gòn. Đường xá thì rộng rãi, nằm trong khu vực sông Sài Gòn. Với quy hoạch dân cư hiện hữu đất ven sông và khu vực đất cách xa lộ Hà Nội chỉ khoảng 800m. Tiến về bên phải sẽ là cao tốc Dầu Dây, Long Thành. Đi ngược về bên tay trái sẽ là lên mắt 81. Thì tôi báo chính xác giá nhà trong khu vực này rơi vào 60 tỷ một căn. Chỗ của anh Quang Lê ba căn đó mới bằng một căn Thảo Điền ở đây. Vào ngay gulen.vn để kiểm tra quy hoạch nhà đất và xem tất cả các loại bản đồ quy hoạch trên toàn quốc.